Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Nguyệt Quế và Tấn Phước sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý có trong chương trình sáng nay. Quả quạng thiêu rụi xưởng nấm lớn nhất ở Lâm Đồng gây thiệt hại lớn về tài sản. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước điều tra nguyên nhân xe máy lao vào giải phân cách làm 5 thanh niên tử vong tại chỗ. Nhiều trường hợp người điều khiển xe máy lạng lách đánh võng trên đường trước đầu ô tô gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông là những tình huống mà chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong camera 24 giờ hôm nay. Quà tặng handmade được ưa chuộng trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mô hình nuôi cá thòi lòi ở Cà Mau góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Mở đầu chương trình là ghi nhận về quả quạng, thưa quý vị. Tại xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng vừa xảy ra một vụ quả quạng thiêu rụi hoàn toàn một nhà xưởng chuyên sản xuất nấm. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng xe chữa cháy đã đến hiện trường phối hợp cùng những người dân dập lửa. Ghi nhận ban đầu, đám cháy bùng lên từ khu vực tạo phôi nấm, nơi chứa nhiều máy móc để hấp sấy nhiệt, đế phôi, rồi lan ra thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 3 hecta, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Do quả quạng xảy ra vào ngày nghỉ, không có công nhân tại khu vực sản xuất nên không có thiệt hại về người. Về giao thông đường bộ, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Phan Bội Châu đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nam thanh niên điều khiển xe máy lao vào giải phân cách giữa đường, tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều ngày 19 tháng 11, DTT, 17 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Bội Châu, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đến đoạn thuộc phường Tân Bình, xe máy mất lái, lao vào giải phân cách cứng giữa đường. Va chạm mạnh khiến Tê tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng xa nhiều mét, hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị, tại Đắk Nông, sau khi người điều khiển xe máy bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, thì người ngồi sau cũng là chủ của chiếc xe máy đã bật lửa đốt luôn xe. Công an thành phố Gia Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc này. Theo thông tin ban đầu, khi tổ công tác của công an tỉnh Đắk Nông làm nhiệm vụ tại đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, thì phát hiện một xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Người điều khiển xe máy là NXD, ngụ phường Nghĩa Đức, để vi phạm nồng độ cồn và không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và quyết định tạm giữ phương tiện. Lúc này NHP, ngụ huyện Trắc Minh của tỉnh Đắk Nông, người ngồi sau xe cũng là chủ của chiếc xe máy, đã xin phép lấy đồ trong cốp xe. Tuy nhiên sau đó, B mở nắp bình xăng, rồi lấy bật lửa phóng quả đốt xe của mình cháy chỉ còn trơ khung. Kính chào quý vị đang đến với camera 24 giờ. Kính thưa quý vị, không đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe máy, nhiều nam thanh niên còn lạng lách đánh võng trên đường trước đầu ô tô. Thậm chí là nhiều trường hợp còn nằm trên xe, bốc đầu hoặc là dùng chân điều khiển xe để thể hiện bản thân. Tình trạng này khiến nhiều người lưu thông trên đường không khỏi khiếp sợ. Và những tình huống cho thấy sự bất chấp, xem thường luật giao thông đã được camera 24 giờ ghi lại. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, ô tô này đang lưu thông trên đường Tam Trinh hướng về Vành Đai Ba. Lúc này từ phía sau xuất hiện một xe máy do nam thanh niên mặc áo đen điều khiển, bất ngờ vượt lên từ bên trái. Đáng nói, nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, sau khi vượt mặt ô tô, người này liên tục lái xe lạng lách đánh võng và liên tục tạt đầu chặn đường ô tô, hết sức nguy hiểm.
Còn trong đoạn clip này, một số nam thanh niên đi xe máy lạng lách đánh võng giữa dòng phương tiện đông đúc, trong đó có cả thanh niên không đội mũ bảo hiểm. Đáng sợ hơn, ít giây sau, một thanh niên khác đua theo cùng sau kè lạng lách, trong khi trên xe chở hàng công kênh. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Tương tự, cặp đôi nam nữ này cũng có thái độ coi thường pháp luật trong suốt đoạn đường. Cặp đôi này liên tục lạng lách rồi lượn trước đầu ô tô, quyết không cho lái xe ô tô đi lên. Sau một hồi lâu, cặp đôi mới nhường đường cho lái xe ô tô. Còn đây, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, tăng tốc, dường như muốn thách thức tài xế xe tải đã lạng lách đánh võng liên tục sát đầu xe. Tài xế buộc phải giảm tốc độ từ trên 50 km/h xuống còn khoảng 40 km/h và sau đó xuống 37 km/h. Nam thanh niên sau đó tăng tốc bỏ đi. Hành vi gây nguy hiểm cho bản thân cũng như người tham gia giao thông khác cần bị xử lý nghiêm. Không những là chạy xe máy vào làn đường cấm, nam thanh niên trong clip sau đây còn liều lĩnh lái xe lạng lách đánh võng tạt đầu ô tô, suýt dẫn đến va chạm. Cụ thể, sự việc xảy ra trên đường Điện Biên Phủ, đoạn qua địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, nam thanh niên không chỉ lái xe máy chạy vào làn đường cấm chỉ cho phép ô tô lưu thông, mà thậm chí còn bất chấp nguy hiểm, cố tình chạy lạng lách, đánh võng, tạt đầu các xe khác. Không ít lần suýt dẫn đến va chạm, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nhưng từ vài ngày trước thì thị trường quà tặng trên thầy cô đã sôi động với đa dạng mẫu mã, giúp cho phụ huynh và học sinh dễ dàng lựa chọn. Song song với hoa len đang hot trên mạng xã hội thì hoa kẽm nhung cũng tiến sâu vào thị trường quà tặng 20 tháng 11 năm nay và nhận được sự yêu thích từ đông đảo giới trẻ. Kẽm nhung chỉ mới xuất hiện vài tháng trở lại đây là chất liệu khá mới lạ đối với ngành thủ công mỹ nghệ. Nhờ tính mỏng nhẹ, đa dạng về màu sắc, kẽm nhung dễ dàng uốn lượn tạo hình kiểu hoa bắt mắt và sinh động như thật. Theo nhiều thợ làm hoa kẽm nhung, tùy vào chủng loại, kích cỡ, một dây kẽm nhung 30cm có thể cắt và tạo thành 2-3 cánh hoa. Để hoàn thành một bó hoa kẽm nhung, cần phải trải qua các công đoạn định hình cho hoa lá, ghép cành và cố định bằng keo sáp. Sau đó tô điểm cho nhụy bằng bột phấn phủ màu hoặc đính cườm hạt. Thông thường để tạo ra một bó hoa hoàn chỉnh từ 5-7 bông thì phải mất tầm 1,5-2 tiếng. Tùy theo số lượng và loại hoa mà mức giá dao động từ 160-350.000 đồng một bó. Sáng thì đi làm rẫy, chiều về nấu cơm cho con, tối đi học với chú bộ đội biên phòng, học xóa mù chữ. Đó là câu chuyện quen thuộc của đồng bào dân tộc tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Và nhận thấy tầm quan trọng của việc nâng cao dân trí cho đồng bào dân tộc, các chiến sĩ của đồn biên phòng Trung Lý đã mở lớp xóa mù chữ cho bà con ở các bản nơi biên giới. Nhân ngày 20 tháng 11, chúng ta cùng gửi lời tri ân, bày tỏ lòng yêu mến, kính trọng đến những thầy giáo quân hàm xanh đang gieo chữ giữa đại ngàn. Lớp học xóa mù chữ tại bản Khầm 2 đều đặn duy trì vào buổi tối các ngày trong tuần. Các học viên đều có tinh thần ham học, muốn biết chữ, thích học phép tính. Bởi giờ đây họ đã hiểu được vai trò thiết thực của cái chữ đối với đời sống hàng ngày. Trước đây thì phụ nữ bạn hàng hai chúng ta không biết chữ. Nhưng mà được thầy Bình Phùng đã dạy cho chị em chúng ta biết chữ. Và cũng biết viết tên của mình và đi làm công ty để kiếm tiền về cho nuôi gia đình, nuôi các con đi học. Ban đầu nhiều chị trong các bản ngại đi học do ngại tụ tác hoặc bận việc nhà. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn Trung Lý đã đến từng nhà vận động tuyên truyền cho dân bản hiểu rõ sự cần thiết phải đi học để biết đọc biết viết. Từ những cách vận động rất gần gũi thiết thực, chị em đã tự tin mạnh dạn đi học chữ. Chỉ tính riêng trong năm nay, đồn biên phòng Trung Lý đã mở được 2 lớp xóa mù chữ với 58 học viên tại bản Khầm 1 và Khầm 2. Sự kiên trì của các chiến sĩ đồn biên phòng Trung Lý đã đưa con chữ đến với đồng bào dân tộc, mang lại nhiều đổi thay nơi bản làng xa xôi.
theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều người thích thú với hội thi chim săn mồi miền Nam mở rộng lần thứ 8 ở Cà Mau. Mô hình nuôi cá thò lòi ở Cà Mau góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Đặc sắc ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, thú chơi chim săn mồi đang trở nên hấp dẫn với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Các loài chim này mê hoặc người chơi bởi sự dũng mãnh và nhanh nhẹn. Và mới đây, hơn 40 chú chim đại bàng, diều hâu, chim ưng đến từ 15 tỉnh thành trong khu vực phía Nam đã trao luyện trên bầu trời của tỉnh Cà Mau trong ngày hội thi chim săn mồi miền Nam mở rộng lần thứ 8 tại phường 5, thành phố Cà Mau. Tại cuộc thi, các loài chim săn mồi sẽ tham gia những phần thi như kỹ năng gọi chim về tay, kỹ năng bắt mồi trên không, bắt mồi dưới đất và trình diễn bay lượn. Để huấn luyện được các loài chim như đại bàng, chim ưng, diều hâu thì người chơi chim phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thông thường thì người huấn luyện phải mất ít nhất từ 3 cho đến 6 tháng mới làm quen và dạy cho chim thuần thuộc những động tác săn mồi. Trong đó khó nhất là huấn luyện cho chim kỹ năng lượn và săn mồi. Hiện nay, việc sở hữu một con chim săn mồi tương đối dễ dàng hơn trước. Trung bình, đối với những loài chim săn mồi nhỏ như chim ưng và chim cắt nhỏ, diều hâu có giá khoảng từ 1 cho đến 3 triệu đồng mỗi con. Đối với các loài lớn như là đại bàng thì tùy theo độ thuần thục mà có giá bán từ 10 cho đến 30 triệu đồng mỗi con. Còn nếu là một người thích nuôi chó thì chắc hẳn quý vị và các bạn đã nghe đến tứ đại quốc huyện của Việt Nam. Đó là gồm chó cục đuôi Hờ Mông, chó Bắc Hà, chó Lài hay còn được gọi là Dingo Đông Dương và chó Xoáy Phú Quốc. Với người dân đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thì họ luôn tự hào với giống chó vô cùng quý hiếm có đặc điểm là xoáy chạy dọc lưng, xuất hiện khoảng 400 năm trước tại đảo. Và hiện nay thì trên đảo có 3 khu bảo tồn chó xoáy phục vụ du khách tham quan. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng ghé thăm một trang trại chó ở Phú Quốc, là nơi bảo tồn giống chó đặc biệt, thông minh, nhạy bén, có 102 ở Việt Nam. Trang trại Thanh Nga ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là nơi bảo tồn giống chó xoáy Phú Quốc lâu đời nhất. Trại nuôi phân thành nhiều khu vực do huấn luyện viên phụ trách dinh dưỡng tập luyện. Theo các huấn luyện viên, đa số chó xoáy đều rất khôn, hiểu tiếng người nhưng không phải lúc nào cũng chịu biểu diễn. Do đó phải tuyển chọn những chú chó có năng khiếu, chịu hợp tác để biểu diễn các tiết mục như nhặt rác, leo rào, đua địa hình. Trường đua chỉ phục vụ khi du khách đông, các tiết mục còn lại đều bố trí ca trực cụ thể cho từng con. Lâu ngày thì chúng quen và tự giác đến điểm danh vào buổi sáng và nhận khẩu phần ăn. Những tháng cao điểm, trung tâm bảo tồn thu hút khoảng 2.000 khách tham quan. Cùng với việc bảo tồn, chủ trại chó đã đăng ký thương hiệu chó xoáy Phú Quốc. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, chó lưng xoáy là giống chó đặc hữu của Việt Nam hiếm có trên thế giới, đã xuất hiện rất lâu trên đảo Phú Quốc. Còn khi nhắc đến cá thò lòi, thì đa số người dân đều biết đây là loài cá đặc sản của Cà Mau, có thể lặn sâu trong nước, có thể nhảy giọt trên mặt nước và bám trên thân cây, giống như các loài động vật sống trên cạn biết leo trèo. Trước kia, cá thò lòi chỉ có trong tự nhiên, còn ngày nay thì nhiều người cũng đã bắt đầu nuôi loài cá đặc sản này để phát triển kinh tế gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng tham khảo mô hình này qua ghi nhận tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Theo một số hộ nuôi cá thòi lòi ở xã Đất Mũi, loại cá này không tốn nhiều chi phí, kỹ thuật nuôi đơn giản, không cần chăm sóc nhiều. Chủ yếu lấy nguồn nước từ sông làm môi trường tự nhiên cho cá phát triển và bổ sung thức ăn là cá tạp, ba khía để cá lớn nhanh, rút ngắn thời gian thu hoạch. Nhận thấy đầu ra của cá thòi lòi ổn định nên ông Nguyễn Bá Giải ở xã Đất Mũi cũng đã tận dụng diện tích khoảng 200m² tiến hành bao lưới để nuôi 500 con cá thòi lòi. Khoảng 3 đến 4 tháng, cá đã kích cỡ từ 8 đến 10 con một ký. Hiện cá thòi lòi 8 con một ký có giá 90.000 đồng một ký, còn loại 4 đến 5 con một ký có giá 120.000 đồng một ký, rất được các nhà hàng, điểm du lịch trên địa bàn ưa chuộng. Ngoài ra, cá thòi lòi làm khô cũng là đặc sản của địa phương. Không cần rất nhiều đâu. Nếu mà cái con giống mình tự bắt được á, thì nó cái dàn lưới bao này tôi có đâu 1.2-1.3 vậy thôi. Hiện nay là cái gì con giống tự nhiên nó có ngoài rất là nhiều, cho nên chỗ đó là bà con tạo điều kiện
thường là đi bắt con giống về rồi thả vô hầm để nuôi, từ chỗ đó thấy hiệu quả rất là cao. Thì đối với địa phương thì cũng tuyên truyền bà con mình tranh thủ tạo mọi điều kiện để rồi là kiếm cái chỗ để mình nuôi dèo về lại thì bán, thế nó hơi có hiệu quả để có cái đồng tiền để mình xây sở trong gia đình nó có lợi hơn. Với đặc tính dễ nuôi, tỷ lệ hao hụt thấp, nguồn giống có trong tự nhiên và được thị trường ưa chuộng, đầu ra ổn định, nuôi cá thòi lòi là mô hình tiềm năng có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương. Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đang diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là ngày hội lớn của 49 dân tộc anh em đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Của chúng ta và con cháu chúng ta, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Sau khi những lời răn dạy của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946 được tái hiện trên sân khấu, thanh âm cồng chiêng vang lên cùng với điệu xoan truyền thống, hàng trăm nghệ nhân và diễn viên quần chúng của 49 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng nhau hát múa. Cùng với các dân tộc bản địa, những cô gái tài mang theo đàn tính và điệu hát then của dân tộc mình góp vào sự đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Thấy ngày hội văn hóa của các dân tộc thì sự đa dạng phong phú về các dân tộc được đang sinh sống trên địa bàn vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, nên mình được học hỏi rất là nhiều từ các cái văn hóa dân tộc khác ạ. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, nghi lễ, lễ hội, trình diễn trang phục truyền thống, ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk còn là dịp để các dân tộc giới thiệu các sản phẩm đặc sản, ẩm thực truyền thống. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là các thông tin điểm báo, và chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Thế Anh. Dạ, xin cảm ơn chị Mỹ Quế, cảm ơn anh Tấn Phước. Thưa quý vị và các bạn, một điểm báo sáng nay xin mở đầu bằng thông tin trên báo Tuổi Trẻ với bài viết có nhan đề nổi bật trên trang nhất: Được làm nghề giáo là hạnh phúc. Tác giả bài báo cho biết hoàn thành luận án tiến sĩ khoa học năm 1976 tại Nga, trở về nước. Hồ Ngọc Đại có cơ hội ngồi vào những vị trí cao trong nhiều lĩnh vực, nhưng ông đã từ chối để chuyên tâm làm giáo viên tiểu học, nghề mà ông cho rằng mình có thể làm tốt nhất. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ về nghề giáo nhân dịp 20 tháng 11, giáo sư Hồ Ngọc Đại khẳng định, ngay từ khi còn trẻ, mới ngoài 20 tuổi đã được giao đứng lớp, tôi đã xác định hoàn toàn tập trung vào nghề dạy học. Vì với tôi, được làm cái nghề mà mình mạnh nhất là hạnh phúc. Cũng trong bài viết, giáo sư Hồ Ngọc Đại còn chia sẻ quan niệm của ông về nhiệm vụ của nhà trường, thầy cô giáo trong việc giáo dục trẻ em, và những lời khuyên của ông dành cho các phụ huynh trong việc dạy con. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang 2 và trang 3 báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay. Nguyên tử giống như một chiếc bánh trung thu. Ở giữa bánh là nhân, bên ngoài là vỏ. Cái trứng muối giống như proton, vỏ bên ngoài tạo bởi electron. Thầy Cảnh giải bài nguyên tử cho lớp em như vậy đó. Các bài khác thầy cũng lấy ví dụ dễ hiểu và dễ nhớ lắm luôn. Từ lời kể của một nhóm học sinh lớp 76 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tác giả bài viết Xin giữ tiết dạy của thầy giáo Nguyễn Quang Cảnh. Thầy giáo Nguyễn Quang Cảnh trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những giáo viên trẻ không chỉ nhiệt huyết chuyên môn, không chỉ có nhiệt huyết chuyên môn vững mà thầy Cảnh còn rất chịu khó học hỏi và nghiên cứu tìm tòi để có những tiết dạy thú vị, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh. Thầy Cảnh chia sẻ, xã hội thay đổi, người thầy cũng phải thay đổi. Tôi hiểu là mình phải không ngừng học hỏi, không ngừng đổi mới. Tất cả đều học sinh mong muốn được đến trường và cảm thấy hạnh phúc khi được đến trường. Công đoàn Hải Phòng đã lên ngôi vô địch vòng chung kết giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023. Hơn cả một giải đấu, sân chơi bóng đá công nhân đã đem lại niềm vui, động lực cho người lao động cả nước. Vòng chung kết giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 tại Bình Dương. Sau gần 3 tháng tranh tài, 8 đội vô địch ở 8 khu vực đã giành vé tham dự vòng chung kết. Trong trận chung kết, Công đoàn Hải Phòng đã đánh bại Công đoàn Dầu khí Việt Nam 6-2 để lên ngôi vô địch, giải đấu đầu tiên dành cho công nhân. Sau gần 3 tháng tranh tài, giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc 2023 cuối cùng đã khép lại.
nhưng mở ra cơ hội để công nhân Việt Nam rèn luyện thể chất, có thêm niềm vui cuộc sống, thi thố tài năng. Hơn cả một giải thể thao, giải bóng đá công nhân khẳng định giá trị là món ăn tinh thần ý nghĩa, nhân văn với người lao động cả nước. Ngoài ra, trên báo Tuổi Trẻ số phát hành sáng nay còn có một số bài viết đáng chú ý như sau. Cần thêm thời gian hoàn chỉnh luật đất đai sửa đổi. Hôm nay 20 tháng 11, đợt 2 của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục làm việc. Theo dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật đất đai sửa đổi vào ngày 29 tháng 11. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay dự luật chưa thông qua tại kỳ họp thứ 6 này và chuyển sang kỳ họp gần nhất. Lên giảng đường với gói xôi chia đôi để lên tới trường, Nguyễn Phạm Bình An, ngành điều dưỡng khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh phải vượt đoạn đường 32 cây số mỗi ngày, mua gói xôi chỉ dám ăn một nửa, phần còn lại dành cho bữa trưa. Bữa nào nhịn đói đi học, trưa cũng chỉ dám gọi phần cơm sinh viên giá rẻ nhất. Và nhiều bài viết đáng chú ý khác, mời quý khán giả tìm đọc. Chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có bài viết nổi bật trên trang nhất: Trường học hạnh phúc mở ra từ người hiệu trưởng. Để có một trường học hạnh phúc, vai trò của người cầm lái là hiệu trưởng rất quan trọng. Ý thức được điều đó, nhiều hiệu trưởng đã luôn làm mới mình để vững vàng trong sự nghiệp trồng người. Tác giả bài viết đề cập đến hai trong số nhiều tấm gương tiêu biểu trong vai trò là người cầm lái tại trường học. Đó là thầy Đinh Phú Cường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, hay cô Hoàng Thị Hảo, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đào Sơn Tây, Thành phố Thủ Đức. Với những cách làm sáng tạo, tạo sự gần gũi giữa thầy cô với học sinh, qua đó giúp các thầy cô giáo an tâm hơn trong giảng dạy, các em học sinh hứng thú hơn trong học tập. Chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.